Xin chào, mình tên là Dương Bảo Khánh. Mình tốt nghiệp Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh với chuyên ngành biểu diễn nhạc cụ truyền thống và hiện đang học thạc sĩ tại trường Đại học Nghệ thuật Tổng hợp Quốc gia Hàn Quốc, chuyên ngành nhạc cụ gõ Hàn Quốc. Khi biết tin được nhận học bổng từ ngân hàng URI, mình khá bất ngờ và thực sự rất vui bởi vì học bổng cho các ngành nghệ thuật ít hơn so với các ngành khoa học kỹ thuật. Do đó mình thực sự đã không mong đợi nhiều, nhưng cuối cùng mình đã được chọn để vinh hạnh nhận học bổng đầy ý nghĩa này từ ngân hàng URI. Mình xem đây là món quà không chỉ vật chất mà còn mang giá trị khích lệ tinh thần rất lớn cho những cố gắng của mình. Xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến công đoàn của ngân hàng URI. Rất cảm ơn vì đã thấu hiểu, quan tâm và giúp đỡ những du học sinh đang học tập tại Hàn Quốc, đặc biệt là du học sinh Việt Nam. Khám sẽ học tập thật tốt để góp phần giao lưu, quảng bá văn hóa Việt Nam, Hàn Quốc nói chung và âm nhạc nói riêng. Dù cuộc sống sinh hoạt của du học sinh Việt Nam chúng ta tại Hàn Quốc có ít nhiều vất vả, nhưng hãy cùng nhau cố gắng vì tương lai nha. Và nhân đây, mình cũng xin giới thiệu về một loại đàn đặc trưng của Việt Nam có tên là đàn bầu. Đàn bầu có âm thanh rất hay và đặc biệt. Người chơi sử dụng tay trái điều chỉnh cần đàn bằng sừng trâu để tạo ra cao độ của âm, và tay phải khẩy bằng một que tre tạo nên âm bồi rất độc đáo. Hãy cùng thưởng thức âm thanh thú vị của đàn bầu và chia sẻ cảm xúc với nhau trong giai đoạn khó khăn này nhé. Thank you.